Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của cửa hàng Linh Kiện FT. Thì hôm nay Linh Kiện FT xin giới thiệu các bạn bộ chạm hàn mới mà bên mình đang cung cấp. Đó là chạm hàn Quick 203, hay các bác thợ còn hay gọi là cái chạm hàn cao tần. Thì đây chính là bộ chạm hàn mà mình muốn giới thiệu với các bạn. Các bạn có thể quan sát thấy cái bộ chạm hàn này. Đây là Quick 203H. Về nhìn chung về cái chạm hàn, bộ chạm hàn này thì thiết kế cũng khá là mới so với những bộ chạm hàn mà mình thường giới thiệu cho các bạn trong những video trước. Thì chạm hàn này được thiết kế theo cái kiểu hộp ESD, bên ngoài thì đều được làm bằng kim loại và phủ sơn tích điện, tính điện, cách điện. Màn hình thì được hiển thị bằng màn hình LED. Đây ạ. Với bố trí công tắc nguồn ở phía trước và các cái khớp nối với tay hàn thì đều được làm bằng kim loại để chống va đập và có độ bền cao hơn so với những là cái khớp nối bằng thiết kế bằng nhựa. Ở đây thì có các phím bấm nổi rất là nhạy bên đấy. Đây là phím cơ các bạn, để thực hiện được tăng, giảm và chọn các chế độ làm việc của tay hàn. Ok, bạn có thể quan sát các cái đường gân nổi này, khi chúng ta mà cầm lên sẽ rất là chắc chắn, không bị trơn trượt. Mặt dưới đáy thì còn được thiết kế thêm cả các cái núm cao su để giúp khi mà các bác thợ đặt lên bàn chống trơn trượt và chống xước cho mặt bàn, đồng thời thì nó cũng vững chắc hơn đấy. Đây là phía mặt sau thì nó sử dụng nguồn 220 với giác cắm 3 chân. Đây, được cái. Ngoài ra thì bộ chạm hàn này còn thiết kế thêm là có cái cầu chì để bảo vệ quá dòng. Đây ạ. Các bạn có thể quan sát khi mà nhiệt độ làm việc của cái bộ chạm hàn này nó vượt quá cái ngưỡng hay là nguồn đầu vào quá cao thì nó sẽ có thực hiện bảo cầu chì để bảo vệ cho cái bộ chạm hàn của chúng ta. Còn đây là cái dây tiếp địa, nó nằm ở phía mặt sau đấy, ở cái chân này. Thì thông thường thì mình cũng không cần dùng đến cái dây tiếp địa này lắm, mà khi các bạn để đảm bảo an toàn thì chúng ta nên sử dụng để cho nó đầy đủ về cái phần theo thiết kế của nhà sản xuất. Ok, tiếp theo thì mình sẽ nói qua một vài cái tính năng hay ho trên cái bộ chạm hàn Quick 203 này. Thì điện áp đầu vào cho bộ chạm hàn này là trong dải từ 210 đến 240 V xoay chiều. Công suất của bộ máy hàn này là 90W. Với nhiệt độ đầu ra cho tay hàn là từ 50 đến 600 độ C. Đấy. Đây. Đây là cái mũi nhọn. Còn đây là chân cái khớp nối ở đây là cái ta cắm chân đực 5 chân. 6. Ok. Tay hàn này cũng khá là dài các bạn. Với chiều dài của cái tay hàn này là 185. Này. 185 mm. Khoảng gần bằng một gang tay. Dây nguồn thì
nên nguồn thì cũng khá là dài. Đây mình sẽ test thử cái khả năng gia nhiệt của cái bộ chạm hàn này so với lại những gì mà video trước, bộ chạm hàn trước đã thực hiện. Sẽ có nguồn vào đây. Ok, khi mà cấp nguồn mà các bạn chưa đấu nối tay hàn vào thì nó sẽ báo như thế này. Đấy, mình sẽ tạm thời tắt đi. Sau mình sẽ đấu nối tay hàn vào. Các bạn chú ý là nó có cái chiều để phân biệt mình cắm cho nó phù hợp, tránh là các bác cứ cắm vào nhưng mà nó không khớp với vị trí thì nó có thể dẫn đến là gãy hoặc là xay chân, thì khi đó máy hàn này sẽ rất là khó để sử dụng, hoặc là có thể là gây ra hỏng cái chân kết nối. Ok, mình sẽ để qua bên này cho nó tiện. Nó bật công tắc. Ở đây thì nhiệt độ đang đặt là 350 độ C. Đây các bạn có thể tăng giảm ở hai phím này. Ok, mình sẽ để ở 350 độ C. Nhiệt độ lên rất nhanh. Trên 240 độ C thì đầu thiếc này đã có thể cháy rồi. Đấy. Khá là nhanh các bạn ạ. Đây, khi mà bạn nhấn và giữ cái phím sao này thì nó sẽ cho phép chúng ta có thể thay đổi trong giải nhiệt độ điều khiển để mình xem maximum của cái máy này là cho chúng ta nhiệt độ là bao nhiêu. Ồ, 490 độ C. 499 độ C. 499 độ C. Ok. Nhưng mà nhiệt độ khuyên dùng cho các bạn là trong khoảng từ 240 đến 350 độ C thôi các bạn. Tại vì từ 240 độ C thì thiếc đã có thể cháy hoàn toàn rồi. Chúng ta không cần phải sử dụng nhiệt độ quá cao. Khi mà hàn những cái bình thường thì 350 độ C thì đã làm thiếc tan chảy khá là trơn và mượt. Đối với chúng ta hàn những cái loại linh kiện lớn cũng như là linh kiện dán cửa bé. Ok. Thì với bộ chạm hàn này thì bên linh kiện ST đang cung cấp rất là nhiều sản phẩm với giá rất là ưu đãi cho các bác thợ yêu quý và tin dùng các sản phẩm của cửa hàng linh kiện ST. Thì các bạn có quan tâm hay là muốn nhu cầu mua sản phẩm thì hãy liên hệ theo số điện thoại và cái đường link mình để dưới phần mô tả của video này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thích thì các bạn hãy like và subscribe, đồng thời nhấn đăng ký kênh để có thể theo dõi những video mình làm về những bộ sản phẩm cũng như là những cái chủ đề hay mà mình sẽ cập nhật trong thời gian tiếp theo. Những kẻ T xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.